Hello, xin chào các bác nhé. Đến hẹn 2 ngày lại rất là nhanh các bác đúng không? 2 ngày em lại lên một video cho các bác. Đó, và cũng rất là nhiều mặt hàng mới về hôm nay các bác nhé. Các bác có thể xem qua một lượt. Đó. Vẫn là bao ship cho tất cả các bác. Với đơn hàng trên 150.000 các bác nhé. Với đơn hàng trên 150.000 em bao ship cho các bác toàn quốc luôn. Đó, các bác có thể kiểm tra hàng xong thanh toán em vẫn bao ship nhé. Các bác kiểm tra hàng được phép test hàng luôn xong rồi thanh toán đó. Ok, em vào chi tiết luôn từng sản phẩm nhé. Bác nào yêu thích hoặc là mến mộ thì có thể cho em một nút đăng ký kênh các bác nhé. Rồi, đầu tiên là em lên cho các bác mã E51 này, giá là 100.000 một cái các bác nhé. Con lọc nguồn file Sentronic của Hàn Quốc. Đây ạ. Lọc file Sentronic của Hàn Quốc. Công suất là 10A các bác nhé. File Sentronic của Hàn Quốc, công ty là tại Việt Nam nhé. Đó, công ty đặt tại miền Nam. Ở công ty thì nó đặt tại khu công nghiệp Bình Dương các bác nhé. Ở dưới Bình Dương. Đó. Đó, có khi là con cháu hoặc là người thân trong gia đình các bác cũng lắp, chính là lắp linh kiện của con này đây. Đó. Made in Việt Nam, giống như Samsung đặt tại Việt Nam đây các bạn. Rồi, file Sentronic nhé. Đây, ở trên đây thì có điện đầu vào, in và out. Ở đây các bác có thể bấm ở đây để theo dõi nhé. Hàng như mới, đó, hàng tháo máy như mới này. Công suất của nó 10A nhé, các bác có thể về sử dụng làm lọc nguồn điện cho dàn âm thanh này, âm ly, loa đài các bác nhé. Mã E51 giá là 100.000 cho một cái. Rồi, mã E52 này, một con át chống giật của Hàn Quốc nhé. File, xin lỗi các bác, con át LS này. Made in Korea nhé, 15A cho các bác phù hợp về bình nóng lạnh này. Đó, những thiết bị mà hay bị rò điện này, như tủ lạnh, máy giặt hoặc là máy bơm nước. Đó. Những con 15A thì công suất nữa, nó lên được 3.000W các bác nhé. Và những cái thiết bị trong gia đình mình thì ít thiết bị nó vượt quá 3.000W, trừ những cái thiết bị máy lạnh, máy điều hòa. Đó. Những thiết bị công suất lớn thì nó sẽ ấy, còn thiết bị mà sử dụng bình thường trong gia đình thì ít, những con lên tới 3.000W nhé. Những con bình nóng lạnh nó cũng chỉ tới 2.500W thôi. Đó. Rồi, ok, một con át này này. Con này thì các bác có thể cài này, cài vào thanh này, hoặc là các bác bắt ốc vào tủ điện, hoặc là để âm tường nhé, để những cái mặt âm đều vừa hết cho bác nhé. Con này có công suất là 15A, điện 110/220V đều được, sử dụng được hết hai loại điện. Đó, mã E52 giá là 100.000 trên một cái, hàng rất là đẹp, hàng tháo máy như mới luôn. Đó. Rồi, tiếp theo là mã E53, một con át 3 pha này. 3 pha 30A có giá là 250.000 trên một cái này. Cũng của LS nhé. Có thể sử dụng được điện 220V và 460V nhé. Đều được. Đó. Các bác sử dụng 220V thì các bác đấu hai cọc bên ngoài thôi. Đó, cũng như một con lọc này này. Nếu các bác sử dụng 220V các bác đấu hai cọc bên ngoài. Đó. Rất là dễ dàng. Rồi, con này có công suất là 30A nhé các bác. Đó, 30A. Đó, một con át 3 pha rất là đẹp. Hàng tháo máy rất là mới. Ở đây em cho các bác xem tiếp điểm nhé. Đây, của nó này. Đồng vàng ống các bác này. Các bác thấy đẹp không? Hàng như mới, đồng vàng ống luôn. Rồi, mã E53 giá 250.000 cho một cái này. Rồi, một con lọc E54 giá 180.000 này. Con này có công suất là 15A này, điện là 115 này, 250 và 380V đều được nhé. Rồi, các bác đấu hai cọc bên ngoài là điện 220 và 115. Còn đấu cả ba cọc là điện 380 nhé. Con này 15A nhưng xác rất là to. Rồi, con này ở dưới chân thì hơi bị móp một chút. Đó. Rồi, mã E54 có giá là 180.000. Đó. Ở đây em có một con mã E40 giá 500.000 một cái này. Một con lọc nguồn 1 pha 250V 30A này của Hàn Quốc nhé. Hàng tháo máy hầu như của Hàn Quốc và Nhật Bản. Đó. Và một số của
một số thiết bị mà nó rẻ tiền như quạt các kiểu thì nó là ở của Đài Loan, Trung Quốc nó sản xuất nhé. Đó. Đây là những con lọc nguồn 1 pha 250V 30A được sản xuất tại Hàn Quốc các bác. Đó, hàng mới tinh tình tình. Đó. Tháo máy mà như mới. Kích thước của nó thì nó rất là lớn. 10cm này, rộng 10 này, dài 17 này. Và cao tận 5,5cm nhé. Đó, hàng bóng láng. Cái này là vân tay mà cầm vào. Mà E40 giá là 500.000 cho một cái này. Ở đây em vẫn còn rất là nhiều nguồn 12V 29A này, điện đầu vào là 100 đến 240V này, điện đầu ra là 12V DC 29A các bác nhé. Mà E20 có giá là 400.000 cho một cái này. Hàng rất là mới, rất là đẹp. Đó, hàng bao test, bao sống cho các bác sử dụng. Đó. Đây các bác xem lại nhé. Mã E20 chủ bãi gửi Zalo cho em qua số điện thoại là 0353730000 các bác nhé. Mã E56 giá là 480.000 này. Một con lọc nguồn 250V 30A này. Con này có thể sử dụng được điện 3 pha nhé các bác. Các bác sử dụng 1 pha hoặc 3 pha đều được. Đó. Cũng của Hàn Quốc này, Korea này. Kích thước thì y hệt con này thôi. Nó bằng con này. Đó. Đây, 17cm các bác nhé. Đó. Rộng là 10cm này. Và dày là 5,5cm này. Đó. Rồi, ở đây thì em có một cặp chân này. Cặp chân nó rất là đẹp nhé. Hàng phay nhé. Đây, cái này dấu này là dấu phay này. CNC nó phay này các bác nhé. Đó, nó đúc một khung hình vuông xong bắt đầu nó phay đi. Đây, ở đây các bác nhìn ngang có thể dấu này. Đó. Cái này là cái dấu lưỡi phay nhưng rất là phẳng các bác nhé. Nó chỉ là lưỡi thôi, lưỡi phay thôi nhưng mà nó rất là phẳng. Đây, nó phay như kiểu này này. Đó, các bác thấy nhìn nó phay vuông luôn. Đó, đó, hình rất là đẹp nhé. Bên này lại cũng như thế này. Đó. Rồi, mã này là mã E55 có giá là 180.000 một cặp các bác này. Đó, 180.000 một cặp nhé. Em có hai cặp thôi. Kích thước chiều cao là 13cm này. Bề rộng là xin lỗi các bác, chiều dài của nó là 9 này và rộng là 5cm nhé. Và cao là 13. Đó. Mã E55 180.000 một cặp các bác nhé. Rồi tiếp theo mã E56 giá 180.000 một cặp này. Đó, con này nó hình dáng như thế này các bác nhé. Ở đây có ốc điều chỉnh, các bác có thể điều chỉnh này. Ở đây các bác có thể có ốc bắt này. Đó, đây ở đây nó vừa khớp với cái này nhé. Đây các bác có thể bắt vào đây. Nó kích thước thì nó xem nhau thôi. Các bác có thể bắt ốc vào đây nhưng mà nó dư ra một tí này. Nó sẽ dư ra một tí nhé. Các bác có thể bắt con ốc này vào đây nhưng mà nó sẽ dư ra một chút. Đó. Rồi, mã E57 giá là 180.000 cũng một cặp này. Tổng chiều cao của nó là 15,5cm nhé. Kích thước đế là 9cm nhân với 6,5 nhé. Đó. Hàng rất là đẹp. Nhôm tháo máy này hầu như là không xước xát tí nào. Đó, mã E57 giá 180.000 một cặp các bác nhé. Đó. Rồi, tiếp theo ở đây là mã E02 này. Mã E02 này số lượng em có rất là nhiều nên mà các bác mua nhiều tấm đều có các bác nhá, chứ không nhất thiết là phải hai tấm em để lên đâu. Em để như thế này, những món mà em để một món như thế này ra thì em là có rất là nhiều. Còn những cái món mà em để nhiều ra thì nó chỉ có như thế thôi. Đó. Ví dụ như ở kia có mấy cái tay sách tí em view đến thì nó chỉ có như thế rồi, em về được như thế thì em chỉ lên luôn như thế. Đó. Rồi mã E02 giá 200.000 trên một cặp này nhá. Hai tấm này có giá là 200.000 và bao ship cho các bác này. Đó. Hàng tháo máy rất là đẹp. Các bác thấy không? Này. Mặt trên mặt dưới cũng rất là ok nhá. Rồi em để một tấm xuống này. Kích thước này tổng chiều dài là 25,5cm này. Chiều rộng ở đây là 15,7cm này. Đó. Bề dày của miếng nhôm là 0,7 này. Đó, dày 0,7 các bác nhá. Ở trên thì có một thêm miếng mút này, miếng cao su non đấy để đệm. Các bác có thể về đệm cho các thiết bị đặt lên trên đây. Đó. Tùy các bác nhá. Đó, kê máy, kê chân, kê đồ đều ok hết. Đó.
Đây, nhiều khi nhà ở nhà bác có những cái tấm phản hoặc cái tấm gì để bên để cái mặt không không nên tiếp xúc xuống dưới nền ấy, thì các bác ốp cái này lên, các bác vít ở đây lại, thì những cái miếng cao su này thì nó sẽ giảm khoảng cách ra cho các bác đặt xuống dưới, để các bác không bị xước cái mặt bên dưới của những cái tấm phản hoặc là cái tấm gì các bác hay sử dụng các bác nhé. Đó, rồi mã E002 giá 200.000 trên một cặp vào ship cho các bác. Mã E01 cũng thế thôi. Mã E01 vẫn là kích thước y hệt, và là nó cái miếng xanh xanh, miếng nhựa này nó nhỏ hơn thôi, nó nhỏ hơn một chút thôi. Đây các bác có thể theo dõi hai tấm, hai loại nó khác nhau. Đây, một loại thì kín, một loại thì nó nhỏ hơn một chút. Đấy. Rồi, hôm nay tiếp tục về những loại chân, bộ chân nhôm tháo máy cho các bác nhé. Đây, thôi tiếp tục view lên cho các bác một tấm nhôm này. Tấm nhôm rất là mỏng, rất là đẹp này. Đấy, các bác thấy nhìn hàng đẹp không? Quá là đẹp đúng không? Đấy, hàng xuyễn tròn mà. Đó. Tổng chiều dài của nó là 35cm này. Bề rộng là 8cm và chiều dày của nó là 0,5cm nhé, 5mm đây các bác ạ. Mã E57 giá là 210.000 một tấm này. Hàng rất là đẹp, các bác có thể xem này. Hai tấm này, đó, như nhau nhé, đẹp này. Đó, đó các bác thấy không? Đó. Giá là 210.000 một tấm các bác nhé. Mã E57 các bác có thể chụp ảnh gửi Zalo cho em này. Ở đây em có mã E58 này, một cặp chân, đó, một cặp nhân E58 có giá là 200.000 một cặp này, là hai cái này, cho các bác chế hàn xeo pin này. Ôi, rất là đẹp. Tổng chiều cao của nó là 29,5cm này, nó rộng là 7cm này, và dày ở đây là 1,2cm này. Đó, mã E58 này giá là 200.000 trên một cặp này. Tiếp theo là mã E59 này, cũng giá là 200.000 trên một tập cặp này, cho các bác làm chân máy hàn xeo pin này. Đó. Tổng chiều dài của nó là 29cm này, rộng là 9cm này, và dày ở đây là 1cm các bác nhé, dày 1cm này. Hình thức rất là đẹp, hàng rất là đẹp, tuyển chọn mà các bác. Đó. Giá là 200.000 trên hai cái, hai một cặp này nhé, E59 này. Rồi, mã E60 cũng vậy, rất là đẹp. Kích thước cũng là 29cm này, nhân với 8cm này, và dày là 1,5 luôn này. Con này dày 1,5 này, chân rất là khỏe nha, 1,5, rất là dày, rất là khỏe cho các bác này. Hình thức rất là đẹp, như mới luôn, hàng tháo máy mà. Rồi, tiếp theo lâu lâu em lại về một bộ trượt. Đó. Đây một bộ trượt như thế này nhé, hai con trượt này này. Các bác về có thể chế máy cưa bàn. Đó. Cưa bàn, cưa. Ở đây nó có hai hướng điều chỉnh. Đó. Bên trên thì các bác có thể điều chỉnh nhá. Bên dưới thì đây nó cũng có thể trượt lên này, có rãnh trượt lên này, trượt xuống này. Ở đây này. Ở đây có chốt nha, các bác có thể vặn nới chốt, trượt lên trượt xuống. Đấy. Tùy các bác nhé, tùy các bác sử dụng. Khi chốt thì các bác muốn chốt thì các bác vặn cái này lại. Đó. Vì cái này là nó dơ ra này, và tháo máy nó vận chuyển, nó ném đi ném lại thì nó sẽ gãy mất cái chốt này. Thì nó chỉ còn cái này thôi, các bác có thể về vặn bằng cà lê mỏ lết hoặc là máy bắn vít, các bác lấy lục khẩu các bác bắn được nhé. Đó, rất là thoải mái này. Mã E61 này có giá là 900.000 một bộ nhá. Đó, một bộ này, tổng chiều dài của nó nhá. Tổng chiều dài chiều dài là 48cm nhá. Bề rộng của nó là 32,5cm nhá. Và cái tấm nhôm đế này nó dày là 1,5cm các bác nhá. Đó. Ở đây có thêm cái đường kính của con lăn là 1,5 nữa nhá. Đường kính con lăn này là 1,5 nữa các bác nhé. Mã E61 giá là
900.000 một bộ. Rồi ở đây em có mã 62 này, mã 62 này, một con lăn này cho các bác về chế trong dọc này. Đó, ở đây gồm hai con bạc đạn, một đường trước một đường sau nhá. Đó, và ở đây này nó có hai lỗ cho các bác này, bắt vào tường luôn, các bác rất là tiện, bắt vào ở đâu cũng được. Đó, các bác làm rồng rọc kéo lên kéo xuống thoải mái nhá. Đó, giá của nó là 30.000 một cái, mã E62 này. Đó, các bác ra tiệm thì các bác cũng chỉ mua được hai con bạc đạn thôi. Đó, còn muốn chế được như thế này thì khá nhiều tiền khi đi tiện con lăn, khi đi tiện rảnh và khi tiện đế nữa. Đó, mã E62 giá 30.000 một cái này. Kích thước cái đế là 7,5 cm nhé, rộng là 2,5 cm và dày là 1 cm này. Đây là mình cái đế nhé. Còn con này thì đường kính của nó là 4 cm nhé, và nó dày tận đến 3,5 thôi. Kích thước rãnh ở đây là 1 cm này. Kích thước cái rãnh này là 1 cm các bác nhé. Đó, mã E62 giá 30.000 một cái nhé. Xin lỗi các bác, đây đang còn hai cái chân nữa, về được mấy bộ chân, tí nữa thì quên. Đó, đây bộ chân này thì em vẫn có thường xuyên, lâu lâu lại về nhá. Mã E63 giá 120.000 một cặp này, là hai cái này, 120.000 một cặp hai cái nhá. Kích thước ở tổng chiều cao của nó là 19,5 này, chân là 10 cm này nhân với 4 cm các bác nhá. Dày ở chân dày ở đây là 1 cm này. Còn kích thước trụ này là 2x4 này, nhôm định hình 2x4 nhé. Hàng rất là đẹp. Có giá là 120.000 trên hai cái này, là một cặp này. Đó, trên tay này 120.000 các bác nhé. Tiếp theo mã E64 này. E64 có giá là 200.000 một cặp này. E64 có giá 200.000 một cặp này. Cặp này rất là dài hơn nhé. Tổng chiều dài của nó tận là 40,5 cm này. Còn lại kích thước đế và kích thước thân như nhau thôi, nó chỉ khác mỗi chiều dài thôi các bác nhé. Mã E64 giá là 200.000 trên một cặp hai cái. Đó, rồi tiếp theo là mã E65 này, là những cái tay sách nhé, có giá là 100.000 trên một cặp này, 100.000 trên hai cái này. Những cái tay sách này thì các bác có thể gặp lại này. Đó, gặp lại ở đây các bác khoan cái lỗ và lấy hai con vít bắt ở dưới, xong các bác có thể gập lên cho nó gọn nhé. Đó, đỡ vướng, rất là thoải mái này. Hàng rất là đẹp, tất cả nó làm bằng sắt mạ thôi các bác nhá, không phải là inox hoặc là nhôm cái thứ đâu, sắt mạ hết. E65 giá là 100.000 trên hai cái nhá. Em xin phép đo kích thước nhé. Đây, ở đây là nó dài tận là, tính hai đầu dài tận là 16,5 cm này. Còn đường kính của cái này là 1 cm các bác nhé, đường kính của tay 1 cm này. Đó, hàng rất là đẹp. 100.000 trên hai cái mã E65. Rồi, mã E66 này. E66 một tay gá màn hình máy tính, có giá là 250.000 này. Con này có livo ở đây nhá, để cho các bác cân bằng này. Đó, ở đây thì các bác có thể siết ở đây lại để các bác cố định. Ví dụ các bác xoay như thế này, các bác siết ở đây là nó cố định, nó không xoay nữa. Đó, ở đây thì nó thiếu cái bắt ở đây, con này thì bị thiếu bắt nhé. Đó, mã E66 giá 250.000 cho một cái. Các bác về có thể treo loa đài, tivi đầy đủ. À xin lỗi các bác, tivi không treo được các bác nhé, tivi nó nặng, nó không chịu được đâu. Con này chỉ chịu được khoảng 9 kg trở lại thôi. Đó, thế nên mà một cái loa thì vẫn treo được bình thường. Một loa thì nó chỉ tầm khoảng 6 kg trở lại thôi. Rồi tiếp theo một cái giá E67 giá là 250.000 nữa này. Đó, tất cả là giá treo màn hình nhá, máy tính nhá. Đó, màu đen, hình thức rất là đẹp. Cái này thì cũng chả có gì để giới thiệu cả. Kích thước thì nó gấp lại, gấp lại thì nó sẽ gọn thôi. Giống như cái treo tivi đấy các bác nhá. Các bác gấp gọn lại thì nó sẽ gọn, còn muốn dơ ra thì bung ra thôi, xoay các hướng các kiểu. Mã E67 này giá là 250.000 này, chỉ treo được màn hình máy tính nhá. Đó, tiếp theo là một bộ bánh mini QM50 này, Q Master này. Đó,
Mã E68 có giá là 250.000 một bộ này. 250.000 một bộ. Tổng chiều cao của nó là 17 cm nhé. Tổng chiều cao 7 cm nhé. Đường kính bánh ở đây là 4 cm và bề rộng bánh ở đây là 2 cm. Bánh loại này thì hầu như là không có bạc đạn nhé. Có chốt giữ đầy đủ cho các bác nhé. Có xoay để cho các bác cố định này. Đó. Mặt bên trên, mặt bích bên trên này, kích thước là 5,5 cm x 5,5 cm nhé. Hàng QM50 Q Master này. Đó, một bộ 4 bánh nhé. Một bộ 4 bánh có giá là 250.000, mã E68 này. Rồi, mã E69 này. E69 thì cái này thì em cũng không biết là cái gì cả. Nhưng mà nó có một cái hay đó là đây. Đây các bác có thể làm một con trượt nhỏ này. Ở đây thì các bác có thể gắn một cái motor hoặc cái gì để nó lăn này. Đó. Thấy hay hay. Đó. Ở đây thì có hai cái dây đai, không phải là dây đai đâu nhá, như kiểu là cái băng tải thôi, cái dây tải thôi. Đó, nó chạy một con lăn này nó chạy thôi. Đó, các bác thấy không? Ở đây thì có hai cái gá này cho các bác gá này. Các bác gá lên, gá xuống. Ở đây có hai con ốc để cho các bác bắt tiếp gá chỗ đâu, gá những cái thiết bị khác này. Đó. Xoay nhá. Rồi, mã E69 ở đây có giá 90.000 một cái này. Đó. Kích thước chiều dài là 12 cm này. Rộng cũng là rộng là 12,5 nhá. Đó. Đây, hình thức trên dưới này, nó là nhôm thôi. Rất là đẹp. Đây để như thế này nó còn trượt được này. Đó. Rồi, ok các bác nha, mã E69 giá 90.000 một cái, em có mấy cái rồi này. Rồi, bữa nay lại về cho các bác mấy loại cầu đấu khác nữa này. Cầu đấu này là cầu đấu 4 vị trí nha, 1 2 3 4 này. Đây thông với đây, đây thông với đây, đây với đây là hai cái đối diện thông nhau các bác nhé. Đó, đây. Các bác thấy bằng đồng không? Bằng đồng dày cực kỳ luôn á, dày khoảng 2 ly nhá. Tiếp điểm dày 2 ly nhá, nó chịu được 30A này, 250V 30A nhá, một cầu đấu này, 600V max này. Có nghĩa là một cái vị trí đấu này nó chịu được khoảng là 600V max và 30A. Nhỏ tí hí nhưng mà nó vẫn có in Make in Korea ở đây nhá. Hầu như cái nào cũng có thôi. Đó, cái này 30A 4P 4P đều có nhá. Rồi, mã E70 giá là 150.000 một cái, nó rất là to nhá. Bằng đó, đây. Kích thước luôn cho các bác này. Chiều dài của nó tận là 7,3 cm này. Bề rộng là 3,3 cm nhá. Đó. Mã E70 có giá là 150.000 ba cái này. Thôi xong. Xin lỗi các bác nhé. Ở đây em có một cái mã nó bị trùng. Đó, em đổi luôn mã khác. Rồi, ở đây em có mã E71 này. Một bộ 4 cái bản lề nhé. Hình bản lề nhôm tháo máy này. Nhôm được mạ inox rất sáng bóng này. Nhôm mạ rất sáng bóng này. Có thấy đẹp không ạ? Kích thước rất là nhỏ nhé. Kích thước là... Ồ, ở đây thì nó không ghi rồi. Ở đây nó không ký hiệu, nó chỉ ghi là 468 nên mà em cũng không biết là nó bao nhiêu. Đây, kích thước của nó là 5 dài 5 cm này. Rộng 4 cm các bác nhé. Đó. Một bộ bản lề nhôm. Mã E71 có giá là 50.000 một bộ 4 cái nhé, một bộ 4 cái này, mỗi cánh hai bên này. Một cánh hai cái là một bộ 4 cái này. Ở đây tất cả là đều có in tên của nhà sản xuất ở đây của Hàn Quốc nhé. Đó. Cái này là họ đúc theo khuôn nên mà nó có in luôn tên ở trong này rồi. Rồi, mã E71 giá là 50.000 một bộ 4 cái các bác nhé. Tiếp theo mã E72 có giá là 120.000 một bộ 4 cái này. Một bộ 4 cái có giá là 120.000. Nó rất là to. Con này con bản lề cỡ lớn này. Các bác thấy không? Một cái bản lề bằng cái bàn tay em luôn.
to rất là nặng đấy. Đây rồi, em view một cái là một bộ bốn cái, em view một cái các bác nhé. Kích thước ở đây là 80 này, 8 cm này nhân với 8,5 này. Đó, 8 cm nhân 8,5 nhá. Nó ghi ở đây là bu gioăng 80-85 luôn các bác nhé, 80-85 này. Đó, kích thước rất là to, bản lề to thì chịu tải rất là khỏe các bác nhé. Rồi mã E72 giá là 120.000 một bộ 4 cái nhá. Con này nó bị xước đây ở đây nhá các bác. Nó bị mài xước ở đây à. Nhôm tháo máy không bao giờ hàn thủy các bác nhá. Đó, một bộ 4 cái này. Mã E72 này. Có giá là 120.000 một bộ. Đó. Hàng có nhiều các bác có thể inbox cho em nhé. Đó. Bộ to thì em chỉ có khoảng 3 bộ thôi. Nhưng những bộ nhỏ này thì em có số lượng rất là nhiều, các bác lấy nhiều vẫn khó nhá. Mã E90 này, một bộ 4 cái giá 80.000 này, vẫn như kích thước cũ này, 70 x 60 nhá. Kích thước 60 x 70 này, nó ghi ở đây là 6 cm x 7 cm này. Hàng rất là đẹp, đợt này hàng về rất là đẹp cho các bác. Đó. Mã E90 này, E90 giá một bộ 4 cái có giá là 80.000. Vẫn có số lượng nhiều cho các bác. Đó. Rồi tiếp theo ở đây là mã E73 giá 70.000 một cái nhá. Ở đây có một cái tay sách này, tay sách bằng nhôm này, nhôm đúc. Nhôm đúc này rất là đẹp này, các bác thấy dày dặn nhá. Nó rất là dày. Cái tay nó của nó rộng những 2,5 đến 3 cm cơ. Đó, và dài 11,5 này. Còn ở đây lại có một cái ca này là ca sắt này. Nó như một cái ca này, không biết nó là làm cái gì các bác nhá. Nhìn hình thức cũng rất là đẹp, 70.000 một cái này. Mã E73 này tổng chiều dài là 12,5 này nhân với 8 này và rộng là 4 cm này. Đó. Em ở đây em có 2, 4, 6 cái thôi. Đó. Nhá, mã E73 giá 70.000 một cái các bác nhé. Chụp ảnh gửi Zalo cho em nhé. Rồi mã E74 này giá là 150.000 trên 5 cái này, keo góc nhá. Keo góc 150.000 năm cái này, cái này phải được hơn 1 kg này. Keo góc này, keo góc vuông các bác về có thể dựng máy các kiểu đều được nhé. 5 cái này, 5 cái có giá là 150.000 bao ship cho các bác rồi, rất là rẻ. Đó. Kích thước là 8 cm nhân với 7 cm nhé. 7,8 xin lỗi các bác, 7,8 nhân với 7 cm nhé, hai mặt như nhau nhé. 7,8 nhân với 7 cm này. Ở đây nó dày tận 0,7 cm nhé, 0,7 cm, có nghĩa là 7 mm đấy, một cái góc này nhé. Đó. Rồi tiếp tục mã E75 này, kia góc này là kia góc đúc nhé, kia góc kia cũng đúc thôi nhưng kia góc này nó đúc dày hơn này, nó đúc chuẩn hơn nhé. Không phải là hầu như là hàng công nghiệp con nào cũng chuẩn thôi. Nó vuông đét từng ly từng tí một này. Kích thước là 7,5 này. Nhân với cùng 7,8 này. Y hệt như nhau này. Mã E75 giá là 100.000 trên 2 cái nhá. Con này nhôm khác này. Đó, giá khác này. E75 giá 100.000 trên 2 cái hình thức này. Đó, mặt dưới thì nó ngắn hơn nhá. Mặt dưới là 6,5 nhân với 7 nhá. 6,5 nhân 7,8 nhá. Đó. Ở đây em có 1, 2, 3 cặp, 1 cặp, 2 cặp và 3 cặp nhé, các loại này em có 3 cặp nhé. Tiếp theo là mã E25 này, một con quạt cho các bác về làm thông gió khu vực nhà cửa hoặc khu vệ sinh này. Quạt cái này, kích thước này các bác có thể lắp lỗ thông thoáng nhé. Mã E25 giá là 200.000 cho một cái này. Đường kính của nó là 17 cm nhé. Quạt này sử dụng điện 220V. Đó, quạt sử dụng điện 220V và công suất là 30W, 35W nha các bác. Công suất 35W này. Có miếng bảo vệ này. Đó, các bác có thể tháo ở đây và lắp sang bên này. Đó. Rồi, hình thức là hoạt động rất là ok, các bác có thể kiểm tra hàng xong thanh toán các bác nhé. Test hàng. Mã E25 giá là 200.000 trên một cái. Đó, bao ship, kiểm tra hàng xong thanh toán, ship code toàn quốc luôn cho các bác. Các bác có thể kiểm tra hàng rồi thanh toán. Các bác nào tin tưởng có thể chuyển khoản trực tiếp luôn cho em. Đó. Rồi tiếp theo một con quạt
to hơn này một chút này, nó tí to hơn một chút nhá. Đó, kích thước là 16 vuông nhá, 16 vuông. Còn con này là đường kính nhá, còn tính nếu kính đường kính con này thì nó lên tận như hai mấy cm kia. Đó. Đấy, kích thước là 16 vuông. 16 vuông, giá là 220.000 này, con này to hơn nhá, 16 vuông nhân với 6 cm này. Cũng là điện 220V các bác nhá, công suất là 40 đến 60W. Đó, hình thức là như thế này. Cái này là băng dính nó bọc lại cho nó sạch thôi, bóc ra vẫn ok nhá, không phải là vấn đề gì đâu các bác nhá. Đó, nó mà tem thì nó bị xước một chút như thế này này. Đó. Rồi mã E77 giá là 220.000 một cái này. Rồi, ở đây em có mã E76 này. E76 có giá là 180.000 trên 3 cái nhá. Một con quạt là con quạt này, con quạt có Đài Loan. Đó, điện cũng sử dụng 220V. Các bác nhá. Kích thước là 12 x 12 này. 12 x 12 là nhân 4 cm nhá. Đó, mã E76 có giá là 180.000 trên 3 cái này. Đó, đều có miếng cover cho các bác này. Đó, hoạt động bao các bác hoạt động ok. Rồi con mã E78 này có giá là 50.000 một cái nhá. Con này cũng 12 x 12. Kích thước 12 x 12 nhưng nó mỏng hơn một chút, mỏng 2,5 cm thôi. Đó. Mã E78 có giá là 50.000 một cái nhá. Tất cả các mặt hàng em không test nhưng em bao sống toàn quốc, bao sống cho các bác nhá. Các bác được kiểm tra hàng, test đúng là nó sống thì các bác nhận hàng cho em nhá. Đó. Nên các bác cứ yên tâm, hàng em đã ship đi là đã test sống cho các bác rồi. Còn trường hợp mà không may do vận chuyển lỗi, vận chuyển phát sinh lỗi thì tất nhiên là em sẽ đổi trả cho các bác. Và cái phí ship đổi trả em sẽ chịu hoàn toàn các bác nhé. Cái phí ship, cái phí ship là trả thôi nhé. Ví dụ cái con này em sẽ chịu, khi mà nó lỗi một con em sẽ gửi cho các bác một con và phí ship em chịu. Còn ví dụ các bác không thích con này nữa, các bác kiểm tra nó ok đúng như thế rồi nhưng các bác lại không thích con này nữa, các bác đổi sang con khác, thì những cái phí ship mà đổi hàng thì các bác sẽ phải chịu giúp em nhé. Đó. Đó. Lỗi do bên em sẽ chịu hoàn toàn các phí ship vận chuyển và đổi cho các bác một cái quạt. Đó. Rồi tiếp theo là mã đèn này, em về tiếp được 2, 4, 6 cái thôi, 2, 4, 6, 7 cái thôi. Đó, mã E29 có giá là 160.000 trên 2 cái, bao ship cho các bác nhé. Đèn cũng sử dụng điện 220V này. Đèn vẫn sử dụng điện 220V các bác nhé. Đèn LED. Kích thước này, tổng chiều dài của nó là 22cm này. Rộng ở đây là 4cm này. Đó, dày ở đây thì chỗ dày thì 3,5 và cái chỗ này thì nó dày có 2,5 thôi. Nó vát vát xuống đây, các bác nhìn thấy nó vát không? Hai bên đều có tai bắt cho các bác bắt ốc nhé. Điện 220V các bác đấu trực tiếp vào đây. Đó. Hàng bao sống bao sáng cho các bác nhé. Đó. Rồi, hôm nay thì vẫn là về được một ít ổ cắm này. Dây dài từ 2m trở lên các bác nhé. Dây dài từ 1m rưỡi, 2m trở lên. Có loại có ổ những 3m kìa. 3m là trên 3m này. Mã E79 giá là 180.000 một ổ, bao ship toàn quốc nhé. Ổ cắm này có 3 công tắc và có đèn báo nha các bác. Ổ cắm có 3 công tắc này. À 4 công tắc này. 1, 2, 3, 4 công tắc và có đèn báo nhé. 4 công tắc và có đèn báo. Ổ cắm này thì các bác chỉ sử dụng được dạng chân cắm hình tròn. Đó, chân cắm hình tròn thôi các bác nhé. Rồi, khi mà có vấn đề thì ở đây có một cái rơ le nó sẽ nhảy. Và khi để nhảy thì các bác nhấn nút này thì nó sẽ hoạt động trở lại nhé. Nó reset cái lỗi. Các bác lưu ý nhé, không có phích cắm ở đây nhé, không có đầu cắm nhé. Không có phích cắm này nhá. Đó, nhiều bác cứ so là chỗ này có phích cắm, chỗ kia phích cắm. Mặc định là con này hàng thao máy lại ít có phích cắm nhá. Có loại dây ngắn, em có loại phích cắm đúc đi theo ở đây thì nó có phích cắm nhá, còn có loại dây này thì nó sẽ không có phích cắm cho các bác. Đó, công suất của nó là 3000W ổ nhá. Ổ này chịu tổng 4 ổ là 3000W. Các bác dùng một ổ cũng 3000W nhá. Hai ổ thì mỗi ổ chỉ sử dụng là 1500W thôi, để chia nhau chia tải ra các bác nhé. Tổng công suất của ổ cắm là 3000W. Đó. Mã E79 giá là 180.000 một cái này. Rồi, mã E80 cũng giá 180.000 một cái này. Thông số y hệt thôi, chỉ có khác mẫu mã thì em lên mã khác cho các bác nhé.
khác mẫu mã em lên mã khác cho các bác để các bác tiện lựa chọn cho nó dễ. Rồi ở đây em có mã là E81 này. E81 có giá là 220.000 một cái nhá. Con này dây dài khoảng 3 mét này, dây dài khoảng 3 mét và là ổ cắm đúc nhá. Ổ cắm đúc luôn này, các bác thấy nó đúc luôn này. Ổ cắm đúc luôn, hàng tháo máy rất là đẹp. Ổ cắm đúc. Đấy. Chân rất là đẹp. E81 giá là 200.000 trên một cái này. Đó. Rồi, mà E82 này giá 200.000 một cái này. Con này thì chỉ có một ổ cắm tổng. Ổ cắm tổng này, con này có cover ở đây này các bác, và có đèn ở đây nhá. Tất cả đều có đèn báo ở đây cho các bác biết là tình trạng có điện hay không nhá. Đây em sẽ có thể cắm luôn trực tiếp cho các bác một con cho các bác theo dõi nhá. Con nào tuột dây. Đây các bác nhá. Đây các bác. Con này các bác hơi tối các bác sẽ không nhìn thấy đèn. Đây em sẽ lấy con đèn. Con nào không sáng. Đây các bác nhá. Đây các bác thể nhìn thấy đèn nó sáng như thế này nhá. Đó, tắt đi này là nó mất sáng này, đó, bật lên là nó có điện này. Đó. Rồi, ở đây là có giá là 200.000 một ổ mã E82 nhé. Cái loại này thì hai cái tròn hoặc cái vuông thì nó như nhau các bác nhé. Tròn hoặc vuông như nhau. Em giao random cho các bác này. Tròn hoặc vuông thôi nhé. Đó. Dạng vát cong hoặc vuông thì em giao ngẫu nhiên cho các bác. Và tiếp theo là mã E83 này. 160.000 trên một ổ này. Cũng ổ cắm đúc này. Phích cắm đúc nhé. Và chỉ có 3 phích này. Và không có công tắc tổng nhé. Không có công tắc tổng, chỉ có công tắc từng ổ này. Vẫn là như thế thôi. Nó vẫn có đèn báo từng ổ cắm nhé. Đây các bác nhé. Các bác phải nhìn nhé. Nó sẽ có từng đèn báo từng ổ cắm nhé. Bật lên nó sáng này. Tắt đi này. Tắt đi này. Đó. Rồi. Con này có giá là 160.000 một ổ nhé. Mã E6. Mã E83 này. E83 có giá là 160.000 một ổ các bác nhé. Đó. Rồi, bác nào chưa đăng ký kênh thì cho em xin một nút đăng ký kênh nhé. Để ủng hộ em càng ngày càng phát triển, lên được nhiều sản phẩm mới và đẹp cho các bác. Rồi. Chúc các bác có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Video của em hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.